Đằng sau loạt thành tích phá vỡ nhiều kỷ lục Guinness thế giới của quốc cơ quốc nghiệp, hai người vợ hậu thuẫn nhưng đứa con tương lai kế nghiệp cha. Sau hàng loạt thành tích đạt được khi biểu diễn và thi đấu gây ấn tượng với dư luận quốc tế, cuộc sống của hai hoàng tử xiếc quốc cơ quốc nghiệp luôn nhận được sự quan tâm không ngớt. Không chỉ tài giỏi và thành công, hai chàng nghệ sĩ xiếc nổi tiếng này còn có gia đình hạnh phúc, viên mãn bên vợ đẹp cùng con trai ngoan. Hai cậu quý tử nhà quốc cơ quốc nghiệp đã đạt được thành tích đầu tiên của mình vào bảng kỷ lục Guinness Việt Nam. Cụ thể, cả hai nhóc tỷ ghi danh mình với hạng mục cặp anh em nhỏ tuổi nhất đứng thăng bằng trên tay cha 1 phút 12 giây khi chỉ mới 3 tuổi. Sinh ra trong một gia đình có truyền thống về nghệ thuật xiếc, lại có hai ông bố quốc cơ quốc nghiệp nổi tiếng với cái tên hoàng tử xiếc đã khiến hai quý tử Giang Hùng Tâm và Giang Vĩ Lâm được nuôi dưỡng với niềm đam mê này. Để giữ gìn truyền thống của gia đình, cả quốc cơ lẫn quốc nghiệp đều huấn luyện cho hai con trai bộ môn này từ khi còn nhỏ. Thành tích đạt kỷ lục Guinness Việt Nam vừa qua là minh chứng rõ ràng cho việc hai cậu bé có niềm đam mê và những kỹ năng tốt cho tương lai nghệ thuật xiếc sau này. Bên cạnh sự cha truyền con nối, quốc cơ quốc nghiệp còn có sự hậu thuẫn của hai người vợ để chuyên tâm phá vỡ kỷ lục. Bà xã quốc cơ. Vợ quốc cơ là Hồng Phượng, sinh năm 1984, là MC nổi tiếng của đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2006, cô vinh dự nhận giải Én Vàng cùng với MC Nguyên Khang và danh hài Trấn Thành. Hồng Phượng từng có khoảng thời gian 2 năm du học ở Nhật. Khi trở về nước, cô tham gia nhiều chương trình truyền hình như Doanh nhân thương hiệu, Cuộc sống xanh. Năm 2016, quốc cơ Hồng Phượng chính thức nên duyên vợ chồng sau 6 tháng yêu nhau. Trước khi về chung nhà, hoàng tử xiếc đã có một màn cầu hôn đầy ấn tượng và lãng mạn. Theo lời quốc cơ, anh và em trai quốc nghiệp đã cùng nhau lên kế hoạch đang biểu diễn sẽ giả vờ ngã để Hồng Phượng chạy đến, sau đó anh sẽ mang nhẫn trong người ra cầu hôn. Hiện tại, quốc cơ và Hồng Phượng đang có cuộc sống hạnh phúc viên mãn bên hai con là Giang Vĩ Lâm và Giang Khả Vi. Nói về người vợ xinh đẹp, hoàng tử xiếc không quên dành những mỹ từ cho bà xã. Anh tâm sự, phụ nữ thường hay đa nghi nhưng anh không nhận thấy điều này ở bà xã. Quốc cơ cho rằng có thể đối phương luôn dành cho anh niềm tin mãnh liệt. Ở nhà, tôi chăm con nhiều hơn Phượng cho nên cô ấy ít có đa nghi. Thỉnh thoảng tôi đi đâu lâu cũng gọi điện một tí, hỏi rằng anh đi chừng nào về, quốc cơ nói. Bên cạnh đó, nam nghệ sĩ cũng cho biết, vợ chính là người thường xuyên nhắc nhở anh chăm chút ngoại hình mỗi khi ra ngoài thay vì cau có khó chịu. Bản thân quốc cơ cũng luôn biết cách tạo sự tin tưởng nơi vợ bằng cách tự giác chia sẻ, đi đâu cũng chụp ảnh lại cho vợ xem để cô yên tâm. Bà xã quốc nghiệp. Bà xã của quốc nghiệp là ca sĩ Ngọc Mai, lớn hơn chồng 2 tuổi, từng là thành viên nhóm Mặt Trời Mới và hiện đang là giảng viên thanh nhạc của Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh. Cô từng giành giải ba hát thính phòng nhạc kịch toàn quốc 2009, huy chương bạc hội diễn ca múa nhạc toàn quốc 2009, huy chương vàng tiếng hát đường chín xanh toàn quốc 2010. Đối với quốc nghiệp, anh thổ lộ bản thân yêu mọi thứ thuộc về vợ mình, nhất là giọng hát, cách dạy con và cả cách bà xã dành tình yêu cho gia đình. Cả hai bén duyên qua những chuyến lưu diễn chung ở nước ngoài. Khi về chung nhà, quốc nghiệp cho biết anh chưa bao giờ để vợ đi đâu một mình vì luôn làm tài xế đưa vợ đi diễn để cô có thể yên tâm chợp mắt. Có chồng là một người mạnh mẽ thích mạo hiểm với những động tác khó, ca sĩ Ngọc Mai không khỏi lo lắng, song cũng phải chịu chấp nhận tôn trọng đam mê của chồng. Đến thời điểm hiện tại, cả hai dù đã đăng ký kết hôn và có với nhau hai người con kháu khỉnh là Hùng Tâm và Tâm An nhưng vẫn chưa tổ chức đám cưới. Chia sẻ về lý do này, bà xã quốc nghiệp cho hay, tôi muốn thấy các con cùng vui trong ngày cưới với mình. Các con sẽ đi theo bố mẹ, trở thành phu rể phu dâu cầm váy cho mẹ lên sân khấu sẽ rất vui. Hơn nữa, ngày cưới là ngày chứng kiến hạnh phúc, chứ không phải ngày bắt đầu cuộc sống gia đình. Chúng tôi chỉ muốn sau này khi chung sống với nhau rồi, đã trải qua quãng thời gian vui buồn cùng nhau vẫn ở bên nhau, lúc đó một đám cưới mới có ý nghĩa. Chia sẻ thêm về cuộc sống hôn nhân, vợ chồng Ngọc Mai quốc nghiệp cho biết, chuyện bất đồng quan điểm hay cãi nhau là chuyện không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, để giữ hạnh phúc của mình, họ luôn cố gắng chia sẻ và thấu hiểu tâm tư đối phương để nương theo. Trong thời gian giãn cách xã hội, Ngọc Mai luôn là người cố gắng tạo ra nhiều hoạt động để gắn kết các thành viên trong gia đình. Họ cùng nhau vui chơi, dạy con làm việc, quay vlog. Cả hai người vợ của anh em nghệ sĩ quốc cơ quốc nghiệp đều là những người phụ nữ không chỉ xinh đẹp mà còn giỏi giang, luôn là hậu phương vững chắc cho chồng. Với sự thấu hiểu, tôn trọng và tin tưởng từ bà xã, bộ đôi hoàng tử xiếc mới có thể chuyên tâm theo đuổi đam mê, chinh phục những đỉnh cao mới. Bạn thấy sao về hai người vợ của quốc cơ quốc nghiệp? Cùng chia sẻ nhé! Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé!